Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Mình đi công chuyện đậu xăng, cái mình thấy có cái đề tài cũng hay hay cho nên mình chia sẻ với anh chị các bạn về cái đề tài về cuộc sống xã hội Mỹ, để mình thấy rằng cái những cái sự khác biệt trong cuộc sống nó như thế nào. Các bạn thấy ở bên Mỹ xăng cộ nó không phải giống như Việt Nam đâu. Ở Việt Nam các bạn thấy xăng á, ở Việt Nam thì chính phủ họ control, có nghĩa là họ quản lý để đặng ổn định cái giá xăng á. Các bạn thấy xăng ở Mỹ á, nếu mình đi những cái đại lý như vậy đó, những cái đại lý mà mình như Costco như thế này, các bạn thấy xăng nó rất là rẻ, nó dựng cái giá của nó có 3.69 mà 6.99 có nghĩa là 3.70 á, nó hít từng kia một xu đằng sau ở Mỹ nè. Mấy người thấy nó cáo già lắm, anh chị các bạn biết. Nhưng mà đi ra những cái cây xăng mà tập quá hay là những cái chợ, những chỗ khác á, các bạn biết nó chênh lệch nhau cả đô luôn. Có thằng chênh lệch nhau 50 cent, 50 xu, có thằng chênh lệch nhau 70 xu, có thằng chênh lệch nhau cả đô, khủng khiếp lắm. Tại vì cái thị trường xăng dầu bên Mỹ này nó là tư nhân quản lý, mình các bạn, cho nên mạnh thằng nào nấy giữ cái giá theo cái khu vực và cái địa điểm và cái đồng tiền mà nó chi phí nữa. Các bạn thấy cái thị trường của Mỹ nó gọi là nó làm chủ bởi những cái nhóm tài phiệt, chứ không phải giống Việt Nam. Tôi nói anh chị các bạn, cái hệ thống chính trị của Mỹ nó là một cái hệ thống nó nhiều đảng phái và nhóm tài phiệt của tụi nó, quyền lợi của các nhóm lợi ích của nó thao túng lẫn nhau, nó chi phối cái hệ thống chính trị và kinh tế. Còn ở Việt Nam mình thì không phải. Ở Việt Nam mình các bạn thể chế một đảng và cái hệ thống kinh tế thì định hướng theo cái thị trường. Nhưng mà các bạn thấy cái sự bất cập ở quê hương đó, thì anh chị các bạn nhớ, ở Việt Nam mình đó, có một điều là thể chế một đảng, cái thị trường thì theo định hướng. Nhưng mà vấn đề là anh chị các bạn biết, tôi cảm thấy rất là lo âu là cái gì, là mấy ông mà lãnh đạo ở Việt Nam mình đó, họ đi những cái đường hướng, tôi nhiều khi tôi nói là đỡ, không biết đường nào mà đỡ hết. Thật sự mà nói vậy, cái mô hình xã hội thì đi theo định hướng, nhưng mà dân sự thì nó truyền thông thì nó phức tạp khủng khiếp. Nó đi theo những cái mô hình mà đa đảng cũng không phải là đa đảng, một đảng cũng không phải là một đảng. Các bạn thấy nó đi theo một cái hệ thống mà gọi là, tôi thấy mà ớn chạy đậu. Truyền thông thì tụi nó thao túng nhau, mạng xã hội thì nó lộn cào cào. Các bạn thấy thì ông chính phủ thì những cái cơ quan như bên Bộ Thông tin Văn hóa và Ban Tuyên giáo đủ như vậy, giống như là không có chuyện gì, giống như không có chuyện gì hết. Mà trong khi đó những cái hệ thống truyền thông đồ Facebook, Yahoo, rồi YouTuber, rồi những cái mạng xã hội như vậy, chèn rồi nó chi phối cái xã hội Việt Nam hiện nay thật là khủng khiếp. Tôi nói chị các bạn rất là nguy hiểm. Mấy ông lãnh đạo Việt Nam mình tôi không biết mấy ông có cái tầm nhìn như thế nào, thì tôi thấy rất là quan ngại. Tôi nói thật đấy, bởi vì cái đường hướng chính sách đi, cơ chế thì một đảng, mà hệ thống dân sự thì nó đi theo cái những cái nhóm mà lợi ích riêng tư, bè phái, đảng phái, rồi nó chi phối nhau, nó dùng sức mạnh đồng tiền của nó thao túng nhau, cực kỳ ghê gớm. Tôi nói cái thằng Mỹ này nó đa đảng theo cái kiểu mà của nó, của những cái nhóm tài phiệt của nó đã sống như vậy rồi. Với lại nó là một cái hợp chủng bút Hoa Kỳ, anh chị các bạn biết không,
nó không phải như Việt Nam, mà Việt Nam mình bây giờ lại gọi là chẳng biết đi theo cái phương hướng và cái định hướng nào. Mình nhìn thấy nhiều lúc thấy ớn chạy đậu. Bởi vì sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam mình không biết sẽ đi về đâu trong 5 năm, 10 năm tới như thế nào. Chứ cái tình hình đất nước thì tôi thấy cơ chế thì một đảng, xã hội thì chuông ơi, mạnh truyền thông thì mạnh, thằng nào nấy thao túng theo cái nhóm lợi ích của họ. Bởi vì các bạn thấy chỉ vì những cái lý do đó mà những cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước Việt Nam á, những từ những cái đám mà bất mãn cơ chế cũng vậy, và những cái đám mà chống cộng ô hợp ở hải ngoại cũng vậy, nó lợi dụng những cái điều đó bắt đầu nó xuyên tạc, nó chống phá và nó đánh tâm lý vào những cái người mà dân lao động phổ thông. Còn những thành phần mà bất mãn cơ chế thì lên mạng thì xem những cái truyền thông thông tin theo cái đường hướng mà gọi là chủ nghĩa tư bản các bạn, rồi bắt đầu họ mê muội tôi vào trong những cái mà diễn đàn Facebook của rất nhiều người. Nhiều khi tôi thấy những cái gọi là lời bình mà vô xem lại những cái profile toàn là mấy ông mà gọi là ăn cơm mặc áo đảng thôi, nghỉ hưu rồi mà bất mãn cơ chế, bất mãn lên đó bắt đầu vô nhìn thấy ông nào cũng là tuổi nghỉ hưu, lãnh lương hưu á, ghê. Bởi vì tôi nói rất là nguy hiểm, không biết vận mệnh của đất nước mình về cơ chế một đảng sẽ đi về đâu. Bởi vì những cái cách đường hướng đi nó không có một cái sự gọi là đồng bộ, nó không có một sự gọi đồng bộ. Chàng ơi, nói không, cái đám mà truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh và tôi nói ngay cả những cái chính quyền địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh rồi những địa phương vậy cũng khiếp. Nó dùng sức mạnh của những cái đồng tiền thao túng của những cái nhóm mà từ văn nghệ sĩ cho đến những cái thành phần mà nó móc nối được trong cái cơ cấu của các bạn. Tôi thấy ghê, thấy rất là ghê. Tôi thấy cái hệ thống tài phiệt của ông ấy nó đã kinh khủng rồi. Mà các bạn biết cái hệ thống tài phiệt của ông Mỹ, nó là cái cuộc chơi của tụi nó, sân chơi của tụi nó. Nó làm mà nó có bị bại lộ trong vấn đề mà tham nhũng hay là quan liêu gì đó, là văn hóa của tụi nó là từ chức. Nó từ chức nó được hưởng rất là nhiều tiền, nhiều quyền lợi. Cái các bạn thấy trong cái nhóm lợi ích của tụi nó mà. Còn Việt Nam của mình thì nó đâu có đi theo cái đường hướng như vậy được. Các bạn thấy cái mô hình mà đa đảng của Mỹ nó rất là quái chiêu, nó không có giống ai hết trơn á, nó chẳng giống thằng nào hết trơn á. Nên mà rất là nhiều người trong nước nha nói tới Mỹ là mê lắm á. Tôi mà nói xấu Mỹ là hồi bị chửi tơi bời ba lá. Nói thằng này là Mỹ sao nó chửi Mỹ. Họ mê Mỹ lắm anh chị các bạn ơi, không cần biết nói Mỹ là gì. Nhiều ông ăn cơm mặc áo đảng nói tới Mỹ cũng phái rồi, hãy mà mình mà phản biện cái gì là mấy ông nói mà mày cũng là Việt kiều Mỹ mà. Bởi vì cái vấn đề mà mô hình xã hội các bạn thấy về vấn đề mà kinh tế của nó, mà về săn cổ nó mỗi khu vực mỗi khác mỗi nơi, cái cuộc chơi của điều khiển của nhóm tài phiệt mà nó đâu phải Việt Nam đâu. Bởi vậy khi mà ở Việt Nam mà ngay cả xăng dầu hay là giật giá đồ mà leo thang hay gì cái là mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại các bạn biết nó lợi dụng cơ hội đó là nó kích động cái sự mà bức xúc trong người dân á. Tại vì cuộc sống cơm áo gạo tiền mà bắt đầu nó kích động vào trong đó, nó bắt mũi người ta. Mà trong khi đó truyền thông
những cái cơ quan mà gọi là đứng đầu về về những cái bộ như là thông tin văn hóa rồi về những cái ban ngành rồi, tôi thấy thờ ơ, giống như là không có gì chân, giống như chuyện ô cái đó là tự do dân chủ như của người dân họ đang được thừa hưởng mà. Vậy thôi, đâu giỡn vậy các bạn. Các bạn thấy bởi vì tại sao cái đất nước Trung Quốc mà nó còn tồn tại đến hôm nay? Các bạn biết khi mà thằng Mỹ nó nhảy vào cái thị trường của Trung Quốc, nó sử dụng cái chiến thuật gọi là kinh tế để đặng mà nó chi phối thằng Trung Quốc. Nhưng mà nó đâu ngờ những người lãnh đạo Trung Quốc người ta có tầm nhìn rất là chiến lược. Các bạn biết người ta củng cố ngay cái hệ thống truyền thông. Nó khi mà những cái mà chính sách toàn cầu hóa của Mỹ, nó cho nên nó đánh không bại nổi Trung Quốc, nó không làm cho Trung Quốc trở thành một cái quốc gia các bạn thấy loạn lên, mà chính quyền người ta gọi là trên dưới đồng bộ với nhau, nó làm cho cái đất nước ổn định, người dân Trung Quốc họ đồng lòng với nhau, đất nước họ phát triển hùng mạnh lên. Các bạn thấy người dân Trung Quốc không, họ đi khắp năm châu bốn bể, họ luôn luôn hướng về đất mẹ. Còn người Việt Nam của mình thì sao? Bởi vì truyền thông nào là văn hóa phim ảnh, mảnh nào lấy sửa đổi rồi trình chiếu, rồi đem những cái phim ảnh nước ngoài vào Việt Nam quá nhiều, mà trong khi đó người dân Việt Nam mình dân trí thì chưa có đủ để đặng mà tầm nhìn mà hiểu biết. Các bạn thấy bắt đầu họ khi mà họ không có đủ tầm nhìn hiểu biết đó, họ bắt đầu họ quay qua gì, họ cảm thấy tức, tại sao tôi sống ở trong một cái đất nước Việt Nam như thế này mà đời sống của tôi lại thấp, đời sống của tôi không có được như những cái quốc gia như bên Mỹ hay là Nam Hàn hay là Campuchia, ngay cả các em Campuchia, Lào đồ ra. Các bạn thấy nó bị thao túng một cách khủng khiếp. Bởi vì thôi thì tôi chỉ cố gắng góp một cái tiếng nói của mình thôi, vì khi mình nói quá thật á thì có nhiều người lại, gần đây có nhiều người một số rồi, ôi thằng Lợi Minh dạo này nó thay đổi, nó cứ nghe thông tin của Mỹ, của tư bản nó nhiều người họ có những cái nhìn rất là buồn cười, họ chỉ muốn nghe theo cái gì gọi là nịnh hót rồi tăng bốc tung hô thôi, họ không có nhìn thấy được cái thực tế. Các bạn, khi mình chia sẻ những cái thực tế thì họ lại không chấp nhận. Nhưng mà khi mà thấy thằng tư bản, thằng Mỹ nào mà vô Việt Nam, chàng ơi tung hô ngất trời lên mình có bao giờ tôi tung hô Mỹ khi tụi tư bản đâu, mà hãy mà khi mình tranh luận với họ thì họ bảo rằng ô mày cũng sống ở Mỹ mà là một cái nó họ nghĩ rằng là tôi là một cái tư duy của theo cái chủ nghĩa tư bản nha, là cuồng theo Mỹ. Tôi nói chỉ các bạn mấy chục năm cho đất Mỹ, thằng Mỹ nó chưa bao giờ mà nó làm cho tôi say mê, tại vì tôi nhìn thấy rõ được bộ mặt của nó. Các bạn biết tôi chưa bao giờ đội thằng Mỹ trên đầu này, hồi đó tôi đi làm nó mà tôi với nó mà chửi lộn là tôi chửi thẳng mặt nó luôn á. Tôi nói chửi lộn đây là mình tranh luận với nó, mình không để nó ăn hiếp mình, chứ không phải chữ bậy chữ bạ đúng không? Bởi vì tôi nói chị các bạn, trên cái mặt trận không gian mạng này ở Việt Nam tôi thấy kinh khủng thật chứ. Tôi thấy thằng Mỹ nó đã dữ dằn rồi, thì theo cái cuộc chơi sân chơi của tụi nó thôi. Các bạn thấy nó đấu đá nhau, nó dùng quyền lực tiền bạc của nó thao túng nhau. Còn Việt Nam của mình là một đất nước, một cơ chế, các bạn thấy kinh khủng. Ngay cả mấy thằng mà nghệ sĩ đồ, tài tử đồ, sản xuất phim ảnh đồ, các bạn thấy đi ngược lại với thuần phong mỹ tục văn hóa của dân tộc mà vẫn được trình chiếu, mà vẫn được đưa ra tung hô, rồi quảng cáo thì tầm bậy tầm bạ, quảng cáo thì lấy đầu gà
đích dịch lắp nhau tùm lum hết. Cổ xí những cái chuyện mà tôi thấy dùng truyền thông để đặng mà thao túng nhau ghê thật. Tôi nói thật, tôi thấy ghê thật. Thằng Mỹ tôi thấy cái đám truyền thông mà trong cái nhóm chính trị lợi ích của nó, tụi nó thao túng nhau, tôi đã thấy ớn rồi. Mà Việt Nam của mình là một đất nước cơ chế, cũng chỉ có một cơ chế thôi, chứ đâu có phải đi theo những cái cơ chế mà của tụi Mỹ hay phương Tây đâu. Mà mình chơi cái kiểu đó là rất là nguy hiểm. Tôi nói các bạn, chẳng khác nào là vẽ đường cho hưu chạy, chẳng khác nào mình đang xúi người dân đi vào một cái chủ nghĩa mà gọi là tư bản mà họ không hiểu tư bản là gì, các bạn thấy không? Mà nó không phù hợp với lại cái mô hình xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Nó đúng thật sự, phải nói là rất là khâm phục cái Trung Quốc, cái những người lãnh đạo Trung Quốc, họ giỏi thật. Tôi nói các bạn, nhìn về cái sự lãnh đạo của họ, họ lãnh đạo một đất nước hơn 1 tỷ dân, truyền thông của họ trên nói dưới nghe, đâu qua đó hằng nào lộn xộn là cho mày về vườn. Trong khi đó các bạn thấy không, những cái truyền thông trong nước như thằng anh em thằng Nguyễn, thằng gì đó, Nguyễn Đức Hiển, rồi thằng Nguyễn, hai anh em thằng đó trong bộ máy truyền thông Việt Nam đó, chàng ơi, nó làm gọi là gì đó, phó tổng biên tập, mà nó nói trên trời dưới đất. Rồi thằng anh thằng em nó cũng vậy, làm trong bên truyền thông bộ công an, bên công an nữa chứ, mà nó phát biểu những cái câu, nó gọi người này là bò đỏ, người kia bò đỏ, các bạn thấy ghê. Tôi thấy rất là kinh khủng. Tư tưởng gọi là ngoại lai, và nó lại binh vực cái chế độ mang gỡ của Việt Nam Cộng Hòa, các bạn thấy không, của Ngụy Sài Gòn, rất là kinh khủng. Mà nó vẫn ngồi sờ sờ đó, chẳng có thằng nào mà bị đuổi việc hay là cách chức, thì nó vẫn ngồi sờ sờ đó các bạn, ghê thật. Còn nhiều ông thì tôi thấy má ơi, tôi nói quá nguy hiểm. Mình chỉ, tại vì tôi sống ở bên Mỹ này, tôi nhìn thấy những cái cuộc chơi của những cái tụi mà chủ nghĩa tư bản này nó kinh khủng đó. Mà Việt Nam mình đâu phải là cái chủ nghĩa như tụi phương Tây và tụi Mỹ đâu. Mình đi theo định hướng của xã hội chủ nghĩa thì mình cần phải đi đúng hướng, mình chặt đường gầy. Hiện nay tôi thấy xã hội chủ nghĩa cũng không phải xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa tư bản nó cũng không phải chủ nghĩa tư bản. Bởi vì cái chủ nghĩa tư bản nó rất là quỷ quyệt, nó mị dân kinh hồn lắm. Bây giờ tôi thấy truyền thông thì chàng ơi, báo chí, Facebook, mà mạnh ông nào nó viết, mạnh ông nào nó nói, lập kênh rồi câu view câu like, nhà nhà làm YouTuber, người người làm YouTuber đi, rồi nhiều ông nhiều thằng giờ YouTuber đi ra nước ngoài, qua Cuba, qua mấy cái nước nghèo, bắt đầu live stream rồi bắt đầu nói về cái cuộc sống khốn khổ của đất nước người ta. Các bạn thấy không? Mỗi quốc gia nền văn hóa và cái cuộc sống của họ khác, mình chỉ là người đi đến, người ta cởi ngựa xem qua thôi, mà lơ qua đó làm YouTuber, rồi nào là Cuba nghèo khổ thế này thế nọ, nào là xã hội chủ nghĩa thế kia, bao cấp này bao cấp nọ. Chàng ơi, mình chỉ là một cái người mà đâu phải sống trong cái cơ chế đất nước người ta và cái văn hóa người ta đâu, mà lên làm YouTuber rồi tuyên truyền tầm bậy tầm bạ. Rồi nhiều thằng ngay cả cuộc chiến Hamas với lại bên Palestine cũng vậy, Palestine cũng vậy. Chàng ơi, chia bài chia sẻ ra tào lao tầm bậy tầm bạ, không có một cái gì nó định hướng rõ ràng á. Thấy người ta nói sao cái hùa theo nói như vậy. Truyền thông trong nước thì dịch những cái bài của mấy thằng mà tư bản mà nó đi theo, như nó dắt mũi người ta đó, dư luận đó, bắt đầu đưa thông tin ra làm cho
những cái người dân mà họ không hiểu bạn, họ quay ra bắt đầu họ có những cái sự bức xúc và chống đối, vậy mà cũng âm âm màu màu chia sẻ nhau chia sẻ nhau, mà mình chỉ góp ý với họ thôi là bắt đầu họ chửi mình. Mà ghê, tôi nói thôi thì ngày nào mà mình còn, tôi còn hơi thở thì tôi sẽ góp một cái khoảng tiếng nói của mình cho quý vị nghe thôi, chứ mình biết làm sao giờ. Mình cũng chỉ là một người dân bình thường thôi, chỉ là một người dân bình thường thôi anh chị các bạn. Hello, just drop up right over here, okay? Oh my, tí xíu nó tiêu trà. Tí xíu nó bỏ lộn chỗ. Thôi thì mình dừng lại đây anh chị các bạn. Làm một chuyện cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng phải làm mới có cơm mà ăn chứ. Các bạn thấy nước Mỹ này giờ nó cũng loạn lắm anh chị các bạn ơi. Nó bắn giết rồi cướp giật khắp mọi nơi, đi ra đường phải cẩn thận. Các bạn thấy Cali giờ nó cướp loạn xạ thằng nào. Thôi mình xin tạm dừng lái đây, xin chào các bạn nha. Bye 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 bye.